Xin chào các bạn nữ đang theo dõi kênh YouTube của mình. Cách đây khoảng tầm 1-2 tuần thì mình có làm một cái video gọi là gợi ý cho các bạn nam 5 mùi hương sử dụng vào mùa đông năm 2021 với cái giá dưới 3 triệu đồng. Tại vì kênh của mình đa số là những bạn nam theo dõi, nhưng mà mình cũng biết là có rất nhiều chị em cũng rất là quan tâm đến những cái lựa chọn, những cái gợi ý của mình dành cho nữ vào mùa đông. Nên là ngày hôm nay thì mình xin phép được gợi ý đến các bạn nữ 5 mùi hương sử dụng tốt vào mùa đông năm 2021 và với một cái mức giá dưới 3 triệu đồng. Và nếu như bạn đang quan tâm đến những cái sản phẩm này thì bạn có thể tham khảo cái đường link ở phía dưới nhá. Và chúng ta cùng nhau vào luôn video để xem đó là những cái tên nào nhá. Có một điều mà mình rất là hay nhận thấy rằng là các chị em phụ nữ ấy mà sử dụng những vào mùa đông thì chủ yếu là những cái tông mùi ngọt ngào. Và nếu như để về nói một cái mùi hương ngọt mà có cái xu hướng kiểu sang trọng, kiểu quyến rũ, hấp dẫn như những lời mà những người bán hàng quảng cáo ở trên mạng, thì khoảng tầm 2 đến 3 năm đổ lại đây có một chai nước hoa rất là nổi tiếng, đó chính là Baccarat Rouge 540 của nhà MFK. Nhưng mà chai nước hoa đó thì chắc chắn là không đạt tiêu chí của video này, tại vì nó có giá chắc chắn là hơn 3 triệu đồng rồi. Nhưng mà mình hôm nay mình sẽ gợi ý các bạn một mùi hương nó có phần khá là giống đến khoảng tầm 70 đến 80% so với chai nước hoa Baccarat Rouge 540, đó chính là Violet Bouquet của nhà Afnan. Đây, chai nước hoa này thì mình cũng đã có một cái video review rồi, và nếu như bạn nữ nào mà theo dõi kênh của mình từ những ngày đầu ấy thì chắc bạn cũng biết về em này. Với một cái mức giá thì gần hơn 1 triệu đồng cho chai 90ml ở trên tay mình. Đặc biệt là cái hộp của nó trông cũng khá là ổn ấy, không đến nỗi là quá là phèn, quá là đều so với cái mức giá mà các bạn có thể mua chai nước hoa này. Thì các bạn nhận được một cái tông mùi ngọt nó giống đến khoảng tầm 70 đến 80%. Đó lại là MFK Baccarat Rouge 540 là mùi ngọt kẹo đường cháy. Nhiều khi thì sẽ có xu hướng kiểu do da của bạn không hợp, nó sẽ lên cái vai mùi thuốc sát trùng ở trong bệnh viện. Nhưng mà ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là cái nét ngọt ở đây nó không bị kiểu quá là khô, mà nó có một chút kiểu ẩm và hơi ướt một tí đến từ hoắc hương. Hoắc hương là một cái nốt hương được rất ưa chuộng ở trong những chai nước hoa sử dụng đến từ Trung Đông, nên là em mày có cảm giác như vậy. Và mình nghĩ rằng là cái vai này nó sẽ làm cho các bạn đỡ bị kiểu ngọt quá, hay là kiểu các bạn ngửi ra cái vai thuốc sát trùng. Nên là với Violet Bouquet của nhà Afnan này thì các bạn sẽ có một cái lựa chọn rẻ hơn. Mùi hương của nó thì khá là giống, và đặc biệt là có một cái điều mà mình nghĩ là rất là phù hợp để cho những cái bạn nữ nào mới dùng nước hoa, đó là Baccarat Rouge 540 nó tạo ra cái hiệu ứng kiểu do cái phân tử cũng như là cái nguyên liệu chủ yếu đều là những cái nguyên liệu đến từ hóa học, nên là khi mà các bạn ngửi cái mùi hương này quá nhiều thì các bạn sẽ rơi vào tình trạng là các bạn không ngửi được thấy nó nữa. Nhưng mà với em này thì mình đảm bảo là các bạn xịt thì lúc nào các bạn có thể ngửi thấy mùi hương đấy. Và đặc biệt là cái yếu tố này là một cái yếu tố mà nhiều khi các bạn mua chai Baccarat Rouge 540 ấy, các bạn sẽ nghĩ rằng là đấy là fake, nhưng mà thực chất thì nó không phải là như vậy. Có một cái điều duy nhất đó là so nó về độ bám tỏa với Baccarat Rouge 540 thì em này nó lưu kém hơn khá là nhiều. Trên da mình nó chỉ rơi vào tầm 6 đến 8 tiếng thôi. Nhưng mà nếu mà để sử dụng mùa đông thì đây vẫn là một cái lựa chọn rất là ok. Đặc biệt là người yêu mình rất thích sử dụng cái mùi này đi làm nhá. Với cái phong cách của mùi hương này ra sao thì mình nghĩ là các bạn chỉ cần xem video mình review chai Baccarat Rouge 540 thì hai phong cách của hai chai nước hoa này nó gần như là giống hệt nhau luôn. Mùi hương tiếp theo mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là một sản phẩm của nhà Juliette Has A Gun, đó là Not A Perfume. Nếu như bạn nào mà theo dõi kênh của mình qua TikTok này, hay là có hay xem những cái buổi livestream của mình, thì mình nói về chai nước hoa này rất là nhiều. Thứ nhất là chai nước hoa này nó có một cái giá khá là rẻ, khi mà tầm dưới 2 triệu đồng là các bạn có thể mua một chai full size. Như vậy là so nó với Lilabo Under 13, tại vì chai nước hoa này nó giống với Lilabo Under 13 mà, thì nó rẻ hơn này. Cái thứ hai đó là đây không phải là cái bản clone. Thường chúng ta có một cái định nghĩa là clone thì nó sẽ ra mắt sau và làm mùi hương giống, nhưng mà hai chai nước hoa Not A Perfume cũng như là Lilabo Under 13 thì nó ra mắt cùng năm với nhau, nên là nói là clone thì cũng không phải, để cho bạn nào đỡ bị ái ngại vấn đề là sử dụng nước hoa clone thì nó không tốt. Thì mình công khai các bạn luôn một cả chai nước hoa này thì nó ra mắt cùng năm với Lilabo Under 13. Còn về cái mùi hương thì chắc chắn nó sẽ có những cái sự khác biệt. Khi các bạn xịt cái chai nước hoa Lilabo Under 13 ra ấy, thì các bạn sẽ nhận thấy cái mùi nó giống những cái tờ giấy trong những cái quyển sách ấy, hơi cũ giấy vàng. Đó, mùi đấy, giấy đấy rất là rõ. Nhưng mà ở đây thì các bạn sẽ nhận thấy là một cái mùi xạ, có nghĩa là cái mùi mà khi khoảng tầm nửa tiếng sau khi xịt Under 13 thì ở đây các bạn xịt ra các bạn thấy giống ngay. Nhưng mà cái nét ngậy, cái nét béo ở đây thì nó được làm khá là mềm mại, có phần là nữ tính chứ không, nó bị không bị kiểu khô và có cái nét gỗ như là Another 13. Đặc biệt là em này ấy, mình cảm thấy là khi mà xịt ra mình dễ yêu hơn, mình dễ chấp nhận hơn. Kiểu Another 13 trên da mình nó bị đau đầu vãi chưởng thề luôn. Mình xịt em lấy bao nhiêu lần rồi, nhà có hẳn hoi mà mình xịt lần nào mình cũng đau đầu. Nhưng mà khi mà mình xịt cái chai Not A Perfume này thì mình đã thay đổi hẳn quan điểm. Đây là một cái mùi hương ngon hơn, nữ tính hơn. Đặc biệt những bạn nữ nào mà thích một cái mùi xạ kiểu gỗ non non, xong rồi kiểu lúc nào cũng nhẹ nhàng nhưng mà rất hút mũi thì chắc chắn các bạn phải thử chai nước hoa này. Và đặc biệt là về cái độ bám tỏa nhá, nó còn tốt hơn Lilabo Under 13 rất là nhiều. Chai này hôm ấy mình nhớ là mình xịt lên áo, và cái áo ấy của mình thì mình treo trong tủ khoảng tầm 3 đến 4 hôm mình lôi ra, nó vẫn như kiểu là mình mới xịt. Về cái độ tỏa hương thì nó cũng tỏa tốt hơn Lilabo Under 13 rất là nhiều. Vì vậy nếu như bạn đang tìm một cái mùi hương giống với Lilabo Under 13 và một cái mức giá rẻ hơn, bám tỏa tốt hơn, mùi có xu hướng nghiêng nữ hơn thì đây là mùi hương cho bạn. Em này thì mình nghĩ là chỉ cần làm mùa đông thôi, các bạn xịt thì các bạn đi làm, đi chơi nó cũng đều rất ok. Bám tỏa nguyên ngày cơ mà, đủ để các bạn đi làm cả ngày mệt mỏi về nhà vẫn có thể ngửi đến mùi hương này. Hoặc là xịt đến quần áo thì nhiều khi lôi ra mặc cũng cảm thấy rất là dễ chịu. Ở vị trí số 3 đó là một cái tên mà mình đã review qua, một cái mùi hồng. Nếu như bạn đã chán với cái nốt ngọt này hay là cái nốt xạ này thì chúng ta nên tìm hiểu một cái mùi hồng dành cho mùa đông, đúng không? Tại vì mình đây là lựa chọn cho nữ dành cho mùa đông khá là nhiều, đặc biệt là những cái mùi hương ngọt. Nhưng mà để mà tìm được một cái mùi hương mùa đông ở cái phân khúc dưới 3 triệu mà có cái nốt hương hồng ấy sử dụng tốt thì nó rất là ít. Và mùi hương mà mình giới thiệu tới đó là La Fille de Berlin của nhà Serge Lutens. Chai nước hoa đấy thì đã xuất hiện ở trong cái video mình review top 5 mùi hồng dành cho nữ giới mà các bạn nên thử qua. Như trong video đó mình có nói thì mùi hồng của La Fille de Berlin nó là một cái mùi hồng rất là hay ho, với một cái mở đầu bằng gia vị cay. Các bạn sẽ nhận thấy cái mùi gia vị cay ngay khi các bạn xịt ra. Thì cái mùi hồng ở đây nó mang đến một cái nét kiểu buồn là một này, cái thứ hai là một cái sự kiểu bất cần, cái thứ hai là ba là một cái nét hơi tối. Và càng về sau ấy thì cái bông hồng nó xuất hiện càng rõ. Hồng ở đây mình như kiểu đang vẽ một cái bức tranh vậy, từ một bông hồng đen rồi khi mà dry down kết hợp với mật ong với những cái nốt hương ngọt thì nó chuyển sang một cái bông hồng kiểu đỏ sẫm rất là đẹp. Và bông hồng ở đây thì càng về sau khi mà kết hợp với mật ong nó càng trở nên mượt mà. Và cái hình ảnh người phụ nữ mà mình nghĩ tới đó là như kiểu những cái cô nàng kiểu có cái gì đó kiểu trẻ là một này, cái thứ hai là kiểu bất cần. Nhưng mà ẩn sâu đằng sau đó là một cái nét cực kỳ là nữ tính, cực kỳ là ngọt ngào mà các bạn phải dành nhiều thời gian thì các bạn mới có thể phát hiện ra điều đó, chứ không đơn giản ban đầu tiếp xúc một cái là các bạn có thể dễ dàng đoán ra được. Mùi hồng của La Fille de Berlin là một cái mùi hồng rất là hay ho, rất là đặc biệt, và nó cần sự tinh tế, cần sự trải nghiệm thì các bạn mới thấy được cái độ hay ho của La Fille de Berlin. Riêng có một cái điều đó là mùi hồng của La Fille de Berlin thì như mình nói trong video đó là mình mong chờ nó lưu hương tốt hơn, nhưng mà ở trên da mình cũng chỉ tầm 8 tiếng. Ước chỉ nó lưu tầm 10 tiếng thì thực sự đấy là một cái mùi hồng rất là ngon, rất là thích. Mình sẽ kiểu ấn tượng với cái hình ảnh những cô nàng nào mà kiểu mặc cả chiếc váy màu đen này, xong rồi kiểu tô son môi một đỏ, da trắng, rồi tóc hơi kiểu vàng vàng nhẹ, xong rồi xoăn xoăn đấy. Điển hình là kiểu Scarlett Johansson. Và chúng ta đã đi qua 3 mùi hương khác nhau dành cho mùa đông cho nữ giới. Mùi tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là đây đi, Montblanc Signature. Đây là một chai nước hoa mới được ra mắt. Nếu mà chúng ta cứ cho mấy chai nước hoa cũ vào mà không công nhận những cái chai nước hoa mới ra mắt thì thực sự đó là một cái thiếu sót, và mình nghĩ là nhiều bạn nữ cũng sẽ rất là quan tâm đến chai nước hoa này. Với một cái thiết kế cực kỳ đẹp, hình lọ mực của nhà Montblanc thì các bạn sẽ thấy rằng là cái chai nước hoa này nó được thiết kế cực kỳ sắc nét luôn ấy. Chỉ cần các bạn chiếu ánh sáng mà thôi nó sẽ phản lên tường vào những cái góc cạnh khác nhau, như kiểu các bạn chiếu vào một viên kim cương vậy. Đẹp dã man luôn, chưa bao giờ mình thấy một chai nước hoa nào giá rẻ và có một thiết kế đẹp như này của nữ. Đây là chai nước hoa mang cái mùi của xạ hương. Thường thì nếu mà nhắc tới xạ hương của nữ trong khoảng tầm 3 đến 4 năm gần đây thì chúng ta quen với sản phẩm của nhà Narciso, na cam, na trắng, na hồng, rồi na lùn, rồi na đen, kiểu các kiểu như thế. Nhưng mà đây các bạn sẽ thấy rằng là mùi xạ ở Montblanc nó khá là khác. Ở những cái sản phẩm của nhà Narciso thì xạ sẽ kết hợp với hoa hay là một chút kiểu fruity. Nhưng mà ở đây các bạn sẽ thấy là cái mùi xạ khi mà nó vừa mới xịt ra phát nó cái mang cái hơi hướng xạ, nó ấm ngay lập tức. Và các bạn sẽ thấy là mùi cái nét tươi cũng như là cái vị ngọt của quýt. nó xuất hiện cái mùi ngọt của quýt này, các bạn nhận thấy ngay lập tức. Và đặc biệt là cái nét ngọt của quýt này nó xuyên suốt từ đầu đến cuối. Xạ nó chỉ xuất hiện ở khoảng tầm 15 đến 20 phút sau khi xịt, và nó tồn tại ở trên da mình rơi vào tầm 2 đến 3 tiếng. Và khi mà dry down ấy, mùi hương này ấy, nó sẽ có cái hiệu ứng là hơi kiểu kem kiểu kem của trẻ em ấy, những cái kem phấn của trẻ em ấy. Và nó sẽ thêm một cái nốt ngọt của vani. Đặc biệt là cái nốt ngọt của vani này nó cũng không bị kiểu đẩy đi quá là ngọt, mà nó kiểu blend rất là vừa phải. Nó như đúng như kiểu là cái sự hoàn hảo ở trong cái thiết kế của cái chai nước hoa Montblanc này. Tất cả rất là vừa phải, đặc biệt là trên da mình. Thề luôn, mình ngửi kiểu lâu lắm rồi mình mới ngửi được cái mùi xạ đi với vani cùng với cái mùi quýt xuyên suốt từ đầu đến cuối. Nó tuyệt vời như chai nước hoa này. Mùi hương này thì nó mang tới một cái hình ảnh người phụ nữ kiểu hiện đại, tối giản theo cái phong cách kiểu của Nhật ấy. Và mùi nó rất là nhẹ nhàng. Các bạn có thể sử dụng cái mùi hương này để đi làm hàng ngày. Mình nghĩ là con này sử dụng được cả 4 mùa luôn, chứ không nhất thiết là phải là mùa đông. Nhưng mà cái thời điểm mùa đông mà xịt em này thì mình nghĩ là sẽ có một cái nét hay riêng so với mùa hè mà xịt mùi hương này. Về độ bám tỏa của em nó thì mình muốn chia sẻ thẳng với các bạn luôn, đó là nếu như bạn thích một cái mùi bám tỏa tốt thì đây không phải là lựa chọn các bạn. Mùi hương này nó tỏa ở tầm nửa cánh tay thôi, nó chỉ tỏa tốt trong khoảng tầm nửa tiếng đầu khi xịt, và nó nhanh chóng bám bền bỉ ở trên da. Nó lưu ở trên da mình cũng tầm 8 đến 9 tiếng. Mình rất là bất ngờ, nhưng mà mình cứ phải đưa tay lên, mình hít thì mình mới ngửi thấy. Còn nếu không thì mình sẽ rất khó để có thể phát hiện là mùi hương này nó vẫn còn ở trên cơ thể. Cái tên cuối cùng mà mình mới nhắc tới trong này cũng là một chai nước hoa có độ bám tỏa kinh khủng nhất. Nếu như bạn nào là một fan hay là có những cái đề nghị là một cái mùi hương bám tỏa khủng khiếp thì đó chính là Classique của nhà Jean Paul Gaultier. Nhà nước hoa này thì những cái sản phẩm của họ cho nữ thì đều bám tỏa khủng khiếp. Chúng ta đã quá quen với Scandal, với một cái mùi ngọt hoa cùng với hoa trắng này, vani này, ngọt lụ vãi luôn, và bám tỏa cũng rất là kinh khủng. Nhưng mà thực sự là Scandal ấy, so với em này ấy, không có cửa. Thứ nhất là chúng ta có một cái thiết kế đẹp, một cái thân hình vòng 1 kiểu nảy nở, vòng 2 chiếc eo này, vòng 3 thì chỉ có đến đúng cái vòng 3 thôi, không có chân. Chân thì chắc là nhà thiết kế kiểu muốn một chai nước hoa, một cái ý tưởng có thể làm 2 chai nước hoa, đó là chân thì gắn chai Scandal rồi. Với một cái tông mùi ngọt cũng là hoa trắng này, cũng đi với cái nét ngọt của vani cùng với kem, rất là nhiều những cái nốt ngọt. Nhưng mà ở đây có một cái điểm nhấn, đó là cái vai của gừng, cái top nốt của gừng nó làm cho cái phần mở đầu nó có phần ấn tượng hơn, cũng như là có cái điểm, có cái chiều sâu, cũng là có những cái nét nó tinh tế hơn so với Scandal. Về sau thì các bạn sẽ nhận thấy cái nét ngọt lên khá là rõ. Đặc biệt là mùi hương này thì các bạn chỉ cần xịt đến đầu ga Cát Linh ở Hà Nội đến cuối ga Hà Đông vẫn có thể ngửi thấy. Về sau thì cái nét ngọt lên cực kỳ rõ luôn, cái nét ngọt kiểu kem, chứ không phải là cái kiểu ngọt kiểu có phần kiểu dính đặc sệt rồi vón cục như ở Scandal. Ở đây thì với mình nó được xử lý rõ mềm mại hơn này, rõ ràng hơn nhờ cái nốt hương của kem cũng như là những cái nốt hương ngọt khác. Và có thể nói rằng là đây là một chai nước hoa, nếu như bạn nào thích bám tỏa khủng nhá thì các bạn phải thử chai nước hoa này. Những cái sản phẩm của nhà Montel như là Intense Cafe hay là Aus Leisure này thì cũng không có cửa so với em này. Còn về phong cách thì các bạn có thể biết rằng là chai Scandal kia quá nổi tiếng rồi, nó với một cái mark đó là mùi dành cho những cô nàng sexy, nóng bỏng, gái hư. Nhưng mà ở đây cũng là một cô gái hư, nhưng mà đây là một cái cô gái theo cái kiểu hư khác, hư cái kiểu khéo léo, kiểu tinh tế. Một bên là kiểu Scandal là kiểu ngã giá luôn, mặc những cái đồ khoét kiểu phô hết ra, như kiểu trên TikTok ấy, các bạn thấy rằng là cứ hở nọ hở kia các kiểu. Đấy là mùi của Scandal, các bạn nhìn một cái các bạn biết luôn cô này sexy quyến rũ. Nhưng mà ở đây thì là một cái nét kiểu những cô nàng, thứ nhất là tập gym này, xong rồi thân hình kiểu eo ót, mặc những cái đồ bó sát nhưng mà lại không hở. Nhưng mà nhìn thôi, nó có một cái sự hấp dẫn với những người đàn ông trưởng thành khác hẳn so với mùi Scandal. Scandal là nhìn chỉ muốn vãi luôn. Còn mùi hương ở đây thì các bạn kiểu còn phải xin phép ấy. Đấy, và không biết là các bạn thích hình ảnh cô ấy nào của nhà Jean Paul Gaultier này, Scandal hay là Classy này. Và nếu như đã thử qua những chai nước hoa mà mình vừa liệt kể ở trên thì đừng ngần ngại việc chia sẻ cảm nhận của bạn phía dưới. Đừng quên việc like, share, nhấn vào nút chuông theo dõi để có thể nhận được nhiều video hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!